trở lại với channel của mình. Vâng, mình là Hưng đây. Thì trước mặt các bạn nó là một con ẹt. Một cái ẹt 19.8 triệu. Mình chỉ có 16 triệu thôi. Lại cái ẹt này hiện tại đang chu thần, chu tiên gì đó. Nói chung là nó lên được 19 triệu 8 với mức máu là 7 triệu. Mức máu 7 triệu nha các bạn. Và clip này mình sẽ chỉ cho các bạn một cái cách mà gọi là boost chất cái thằng này. Thì ẹt của mình thì nó chỉ có mặc đồ 2 sao thôi. Mình không thích mặc đồ 4 sao, 3 sao gì hết. Vì tỷ lệ gớt đồ của mình nó quá điên. Nó quá điên. Rồi mặc nguyên set tỷ lệ. Tỷ lệ rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn 3 thức. Không, chỉ còn 2 thức thôi. Này. Đầu tiên các bạn nhìn thấy nó có một cái lớp máu ảo trên đây không? Đây nè. Các bạn quýnh cho nó móc cái lớp máu ảo cho mình. Vậy. Rồi, móc rồi đúng không? Sau đó các bạn cần phải có cái tôn ngộ không. Các bạn cần phải có cái mật tôn ngộ không. Các bạn gõ nó một cái. Ôi. Thì đây là không có chết được nó. Đương nhiên rõ ràng là nó không chết được rồi. Tại sao nó lại không chết được? Tại vì cái thứ mà mình nói ở đây á. Bởi vì cái bộ chiêu thức của nó chỉ có một cái kỹ năng, gọi là kỹ năng chân liên hoàn phá thế. Các bạn phải có tôn ngộ không để mà các bạn có thể làm trốn. Các bạn có thể làm trốn nó. Và khi mà bị trốn thì sẽ bị sát thương kèm theo cho cộng 10% HP giới hạn của cái địch hay bản thân gì đó. Là chỉ khiến cho địch chịu thêm đam rất là cao, đam cực kỳ ảo lòi. Thì đây. Đó là ví dụ, đó chỉ là trường hợp nếu nó trốn thôi nha. Còn đó mà không trốn thì nó sẽ là một đòn gãy ngứa. Thì tại sao mình lại chỉ các bạn cái skill này? Bởi vì căn bản mình nói skill này nó khi mà đi phé, mấy thằng nào mà đang ăn boss mà cái cây phé nó quýnh nó tới chừng 2 chiêu là nó chết. Không cần tốn thời gian các bạn phải dùng nguyên bộ skill ra. Các bạn hiểu không ạ? Đây, trốn nè. Nó không trốn rồi. Đây. Còn nếu như mà mình lại kẹt mình lại cái ẹt này đi. Ok. Các bạn nhìn nha. Nè. Đó. Đó là không trốn nha. Là nó chỉ mất được một cái lượng máu như đó thôi. Mất tầm 2 triệu. Máu ẹt mình nó đang 6 triệu. Ẹt này nó tới 7 triệu. Rồi mình cần chờ thời gian của cái chiêu này nó hồi lại. Sau đó mình tiếp tục tiếp cho các bạn. Các bạn nếu mà muốn trốn mà gọi là nó hoàn hảo luôn, bạn cần phải có con hiên viên á. Các bạn biết con hiên viên không ạ? Đó cái con hiên viên á. Con đó thì nó trốn hơi bị xịn. Tức là trốn nó 100%, trốn nào thất thẳng luôn. Nên đam mày sẽ rất là cao. Và cái nó này là nó làm ở độ 17 triệu, quýnh thằng 19, 20 triệu vẫn chết bình thường. Chứ vòng một nốt nhạc. Nhưng mà còn là tỷ lệ nhân phẩm của các bạn nữa. Đậu xanh nan một gậy của lão tôm. Gây cho một mục tiêu 300% sát thương và trốn 2 giây. Trời nó không trốn. Lừa. Các bạn thấy nhìn, các bạn thử nhìn đi. Nó đến cái skill nó còn lừa mình nữa. Thì làm có cái chuyện mà không thể nào mà chết được trong một đốt nhạc các bạn. Kỹ năng của nó nè. Ok. Các bạn cần phải cấu mất cái lớp máu ảo của nó ở dưới đi. Nha. Sau đó bạn đặt cho nó một cái. Mé, sao nó không trốn nhờ. Nó không trốn, nó không chết được các bạn. Đó. Ẹt này nó chờ lâu vậy. Ủa mình tưởng nè. Mình tưởng là nó phải hồi liền chứ. Chủ động. Cung đào nó bao nhiêu vậy? Nó không có cung đào à. mình đang hướng dẫn, mình đang ví dụ của quạt 7 triệu quýnh 19 triệu. Mình đang hướng dẫn cái quạt 17 triệu quýnh 19 triệu. Nên mình nghĩ rằng là mình sẽ không dùng cái ạc kia để mình quýnh cái ạc này đâu. Mình nghĩ là mình nên dùng ạc kia để quýnh ạc này đi. Còn 20 giây nữa nè. Mình sẽ chỉ cho các bạn coi cái này là tỷ lệ này là tỷ lệ phá nha các bạn hiểu không? Chứ nếu mà phá kiểu kia 7 giờ quýnh nó là trái mồi nó trốn tiêu rồi chứ cần gì phải chờ. Cái này gọi là cái
cái này gọi là cái bí thuật gọi là giết giết chết cái địch với hai chiêu thức, các bạn hiểu không ạ? À? Đây quýnh cho nó mất nè, nó không có trốn nha các bạn, nó không có trốn. Nó không trốn, nó không chết được các bạn. Sao nó không trốn ta? Có gì lẽ nhờ? Hay là do nó không có on nên nó không trốn. Thì bây giờ mình muốn lại nha. Trốn. Rồi trốn rồi đó. Các bạn thấy không? Sau khi mình ăn xong một cái trốn á, mình ăn xong một cái trốn của Ngộ Không mà mình ăn nguyên cái ulti của nó thì mình bay hết hết máu luôn, trắng máu. Nó rơi vào tầm 5 triệu. Nha các bạn, nó rơi vào tầm 5 triệu, 5 triệu rưỡi. Nè. Và những thằng cái bất lực chiến tầm 15 hay 16 7 có thể tích. Và mình có thể mình có thể cấu thằng này 19 triệu đúng không? Mình có thể cấu nó một phát nó còn hết cái máu luôn, nó trắng máu luôn. Các bạn nhìn nè. Nếu như mà mình trốn được một cái thôi là đậu xanh nó hết video rồi. Sao không trốn giùm cái đi. Trốn. Nó không trốn các bạn à. Nó không có chịu trốn. Nếu mà nó trốn lại một cái thì các bạn sẽ thấy được là cái lượng máu nó mất đi rất là cao. Còn nếu mà nó không trốn thì lượng máu mất đi nó không có nhiều, rải ngứa. Rải ngứa nó. Các bạn cần quýnh mất cho nó. Các bạn cần quýnh mất cái thủng đi nha. Sao nó không trốn gì hết vậy? Đập nó giờ nó chục cái mà không trốn gì bé. Làm gì chết rồi. Rõ ràng chiêu thức kêu là rõ ràng chiêu của nó nói là đây nè, bạn nghe bạn hiểu không? Rõ ràng nó nói là đập một phát là trốn, trốn nào không thấy. Trời không trốn gì bè, trốn một cái cho tôi vui coi. Trời ơi là trời, trốn cái cho vui coi. À, trốn rồi đó. Các bạn thấy gì không mà đó, đọc chết luôn rồi. Đó là cái cách đơm chết cho thằng 19 triệu nha các bạn. Mình chỉ có 17 triệu thôi, mình đơm chết thằng 19 triệu chứ còn một nốt nhạc. Các bạn hiểu không à? Nhưng mà cái tỷ lệ giết chết thằng kia là 50-50 sao á. Nó phải ăn trốn nó mới chết các bạn à. Và các bạn thường nghĩ đi, thằng đó mày đang boss 11. Cái thằng mà các bạn ghét nó đang boss 11 đi. Các bạn lâu lâu bạn vô bạn gãi ngứa, bạn búng trốn cái bạn đỡ cái anti đi chết, nó hồi sinh, không đi ra hoài, chạy ra hoài, lát nó hồi với anti. Không cần búng tay đôi nó chỉ cho nó mệt. Nếu thằng đó lực chiến nó rơi vào tầm 19-20, búng không lại nó đâu. Đây chỉ có 17 triệu thôi. Mẹ nó rơi vào tầm 19-20 triệu. Các bạn quýnh nó không lại thì các bạn cứ bật cái Ngộ Không lên. Các bạn cứ bật cái Ngộ Không lên cho mình. Dead game không? Dead game rồi các bạn. Thôi kệ đi, mình chỉ gì đó để bạn đủ hiểu rồi đúng không ạ? À? Chỉ có hai chiêu thức, nó lại cần phải có con Ngộ Không với lại cái ulti đó. Các bạn đánh cho nó mất cái lớp thuẫn đi. Sau đó các bạn bật cái gõ nó cho mình một cái. Và bạn bật cái ulti. Là cái thằng đó, mà nếu mình dính trốn một cái thôi là nó trắng máu, chết luôn. Đọc riết nó chết. Nha, ok. Các bạn cứ vận dụng như vậy, các bạn đi phá làng, phá sớm, mày ghét nào quýnh đó. Sau đó các bạn bỏ, các bạn chạy. Ừ, mày hơn là chiến tao cái gì? Mày hơn tao 1-2 triệu, 3-4 triệu không quan trọng. Nhưng mà tao có thể giết mày. Như vậy các bạn hiểu không ạ? À? Nó còn 20 triệu rồi, nó 19 triệu 8 các bạn thấy không? 19 triệu 8. Bận nguyên cái xét đồ 4 sao. Nó giảm sát thương rồi bút thủ kháng bạo các kiểu đại điểu. 19 triệu còn 20 triệu cho nó 20 triệu đi. 19 triệu 8 nhìn khó coi quá. Cho nó 20 triệu đi. Nó bận, nó mặc cái con kia vô lại lên 20 triệu rồi. Đó, 20 triệu quýnh nó chết trong vòng một nốt nhạc. Thì các bạn phải tự hiểu. Đó là cái cách mình nó quýnh nó hàng ao mình 3 triệu đi. Coi như nó ao mình 3 triệu đồ chiến đi.
mình sẽ hẹ đo dáng nó nha. Bye bye các bạn, trời mưa luôn rồi. Hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Thì mình sẽ có những với cái kinh nghiệm mình chơi game trong vòng gần nửa năm của mình, thì mình sẽ hướng dẫn, chỉ dẫn các bạn những cái gọi là cái tối, những cái tối giản nhất của một cái game, của một cách chơi game, không cần phải cạnh tranh với vô sống chết với nó bằng KNB hay là KNB khó. Một khi mà chết tao phải hồi sinh túi mày chết không, đối với mình chỉ cần đập chó một cái thôi, chó một cái là nó tái cái máu đó, là như vậy. Ok bye các bạn nha.